chào mọi người đã quay trở lại với cái kênh YouTube ẩm thực cao biển của mình nha. Hôm nay là mình sẽ làm thử một cái món là mì cay, nhưng mà mình nấu bằng cái nồi tỳ xôi này nè mọi người. Mình mới mua cái nồi tỳ xôi này là ở trên Lazada. Đây, mình mở cho mọi người coi nha. Ở đây là nó có một cái nồi được tráng bằng cái bạc nè mọi người. Cái lòng ở trong nè đó, còn cái này là cái gói tỳ xôi. Mình nghe nói là gói tỳ xôi này là bằng quá chất đó mọi người, mà mình không biết là sao đây. Nói là cái gói này là mình khi mà mình nấu á là mình đổ nước vào trong, lúc đó là nó sẽ tỏa nhiệt ra, là nó sẽ làm chín hết mọi thứ này luôn. Mà mình thấy có rất là nhiều kênh khác cũng làm rồi, mà mình hôm nay là mình muốn thử nghiệm xem là có đúng như vậy hay không mọi người nha. Bây giờ mọi người làm món mì cay bằng nồi tỳ xôi cùng mình nha. Rồi bây giờ là cái gói tỳ xôi là mình sẽ cắt ra, mình cắt ra rồi mình đổ vào trong đây nha mọi người. Bấm quay luôn đi. Đang quay mà. Nè mọi người, đây là cái gói quá chất từ xôi nè mọi người. Vậy em bỏ vào trong đây nha. Rồi đổ nước vào. Đây là cái ca nước nha, em đổ nước vào. Nó bốc khói kìa. Wow, sao ụt ụt luôn mọi người. Wow, nó mỏi luôn mọi người ơi. Nếu như mà mọi người không tin á, mọi người cứ mua thử cái nồi này về nha, rồi nấu thử giống như em này là mọi người sẽ biết nó rất là nóng. Để em kêu cho em vô để xác định lại là nó nóng hay không nha mọi người. Đây, vô đây là thử đi. Sao cảm giác sao? Nóng quá, hỏng tay luôn. Ủa, bốc khói luôn nè. Nó sâu từ ở trong, là cái nước ở trong này nó từ từ nó rút nó cạn nè. Ừ đúng rồi, hồi nãy là chị đổ đầy lên trên rồi cái này mà. Mọi người thì hôm nay là mình có rất là nhiều nóng nè, rồi mực và cả xúc xích khổng lồ nữa nè mọi người. Xúc xích khổng lồ nè. Còn đây là mì Hàn Quốc Coreno, mì Hàn Quốc Coreno nha mọi người. Bây giờ là em sẽ đợi cái nồi này nó sôi xong mà em sẽ để cái mì này vô trước. Wow, nghe sao ụt ụt luôn mọi người. Ồ, bốc khói luôn rồi. Thử à. Ý, mọi người ơi, trên cái nắp này là mọi người, nó có một cái lỗ thoát hơi á. Em sẽ ém lại. Bộ nóng lắm luôn á. Wow. Ừ.
Bò sẽ cứng lắm nè. Oh, nước bốc khói luôn nè mọi người ơi. Giờ là em, tại vì cái mì này nó rất là lâu chín, có khoảng 4 phút nó mới chín, cho nên bây giờ là em sẽ cắt luôn nha mọi người. Nước nè. Đó mọi người thấy không? Nước nó đang nổi lên luôn rồi. Nổi khói lên luôn rồi mọi người. Giờ em cắt mì ra nha, cắt mì ra để luôn này luôn. Em sẽ nói hôm nay là em sẽ hôm nay là em sẽ nấu mì Hàn Quốc. Đây, đây là mì Hàn Quốc nha mọi người. Rồi bây giờ là em bỏ mực vào nha mọi người. To quá nè. Đây, chở luôn con mực vô luôn nha mọi người. Em múc mà. Bỏ nè, bỏ mực mọi người thấy không? Chín luôn con mực luôn nha mọi người ơi. Đảo ha. Thì em sẽ có nấm cho thì luôn đây. Đây là nấm kim châm đen của Hàn Quốc nha mọi người. Nấm này là bán rất là mắc ở trong siêu thị luôn á, mà ăn cũng rất là ngon nữa. Giờ em bỏ vào luôn. Đây là nấm chiên chanh nè mọi người, bỏ vào nha. Đây là bông cải xanh nè, bỏ vào luôn. Thơm quá mọi người ơi. Còn chín chưa? Chín luôn rồi nè. Hấp dẫn quá à. Bây giờ em mời mọi người ăn cùng em nha. Đây là xúc xích khổng lồ hồi nãy em mới cắt ra nè mọi người. Giờ em để vào trong đây luôn.
Bây giờ em nếm thử cho nó nặng không mọi người? Chín mọi người ơi. Ôi ơi, vậy là cái nồi thị xôi bằng một cái gói hóa chất của Trung Quốc á mọi người. Mình thấy là có công hiệu nha. Nếu như mà cái này mà mình đi du lịch đó, mình đem theo cái này là mình cảm thấy nó rất là tiện lợi. Hôm nay là mình làm thử mì cay mà mình nấu bằng cái nồi thị xôi này nè mọi người. Mình cảm thấy là cái sức nóng của nó đó, nóng giống như là mình để trên một cái bếp lò mình nấu vậy á. Đây, mình gỡ ra nè mọi người, mình cảm bây giờ mình vẫn còn cảm thấy nó rất là nóng. Và nó sôi ra chín hết đâu nha mọi người. Đây nè. Mọi người nhìn là mọi người biết rồi đúng không? Thôi. Chín luôn á mới ghê chứ. Mình không nghĩ là chỉ là một cái gói hóa chất nó rất là nhỏ thôi. Vậy mà nó có thể là nấu chín hết. Nấu chín luôn một cái con mực mà mình có thể nấu được nguyên một cái nồi mì cay luôn đó mọi người. Ngon quá. Vậy là cái nồi tôi xoay này nè mọi người, mình sẽ rất là tiện lợi. Mấy hôm nào mà nhà hết ga hay là cúp điện đó, mình sẽ dùng cái nồi này. Mình nghe nói là cái nồi này có thể nấu cơm được luôn. Để hôm nào á mình sẽ nấu cơm à, mình nấu cơm và mình nấu thử bằng một cái nồi tủ sôi này nha mọi người. Để xem là khi mà mình nấu cơm á thì cơm nó có chín đủ cái độ chín như là mình nấu một cái bếp lò không nha mọi người nha. Mấy cái bắp cải này là mọi người chín hết luôn á. Công nhận cái nồi từ xoay này quá công hiệu. Mình thấy cái nồi từ xoay này là cũng rất là bự á, nhưng mà so với cái nồi mì cay này mình nấu á, hai người ăn được luôn á mọi người. Nếu như mà mọi người có muốn em nấu thử một cái món nào đó bằng cái nồi tự soi này thì mọi người hãy comment ở dưới clip này nè, rồi nói cho em biết được luôn là tiếp theo là em sẽ nấu cái món gì, thì lúc đó em sẽ làm thử nghiệm, em nấu thử cho mọi người xem luôn nha. Công nhận những cái sợi mì Hàn Quốc này nè mọi người thấy không, chín hết luôn á. Tại vì cái gói mì Hàn Quốc này là mình phải nấu trong vòng 4 phút thì nó mới chín được, vậy mà có thể chín được luôn. Nóng quá mọi người. Nhưng mà thực sự ra là
cái độ nóng của cái nồi từ xoài này á, nó không có làm cho mình phỏng, nhưng mà ngược lại nó có thể làm chín mọi thứ và vừa làm cho mọi cái thức ăn trong cái nồi này là mọi người là chín vừa tới luôn, chứ nó không có phải là sợ mù ụt giống như là khi mình dùng một cái bếp lò ở nhà mình nấu nha. Cho nên là mình không có sợ mà bị phỏng hay là gì hết. Nóng lắm mọi người. Nếu mà mọi người đang xem clip này á, cảm thấy thích và cảm thấy là nó có ý nghĩa thì mọi người hãy nhớ cho em một like và một cái subscribe, một cái đăng ký nha mọi người, để em có động lực em làm nhiều thử thách hơn và quay nhiều cái clip về ẩm thực cho mọi người hơn nha. Đây là xúc xích khổng lồ. Còn đây là đậu mực rồi mọi người. Em rất thích ăn đậu mực cho nên là hôm nay em thử nghiệm nấu cái nồi tươi soi bằng cái đậu mực luôn, xem là nó có chín hay không. Chín mọi người ơi. Nè mọi người, em được một người bạn tặng cho em một cái chai rượu, gọi là rượu trái cây của Hàn Quốc mọi người. Để em sơ cô tử uống nha. Cái rượu này nè mọi người, là mình phải uống với đá thì nó mới ngon, chứ mà mình uống không nó không có ngon gì đâu. Cái này là vị dâu tây. Nhìn mình sẽ tiếp. Ăn tiếp luôn nha mọi người. Đấy, còn rất là nhiều. Rất là nhiều và cũng rất là lâu nha. Chảy mà cái nồi là nó cũng vẫn còn nóng luôn á. Vậy là cái độ nóng của nó cũng quá dai. Còn đây là nấm bầu ngư mọi người nha. Ngon quá.
Công nhận cái nồi tụi con này công hiệu thiệt, chỉ bằng một gói quách đất thôi mà có thể nấu hết một thứ luôn, không bằng lửa luôn, không ghê. Hôm nay clip hôm nay em quay tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Nếu như mà mọi người muốn em sử dụng cái nồi từ xôi bằng cái gói hóa chất này nè, và em nấu những cái món gì á, thì mọi người hãy comment ở dưới cái clip này nha. Lúc đó em sẽ nấu thử nghiệm cho mọi người xem đúng theo cái yêu cầu của mọi người luôn. Hôm nay là em đã hoàn thành xong một cái thử nghiệm là mì cay, nấu mì cay bằng cái nồi tự sôi với một cái gói hóa chất. Và bây giờ là em đã ăn hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye bye. Chúc mọi người nhiều may mắn và nhiều vui vẻ nha.